Hội thảo với chủ đề Trường học không áp lực, đi học là hạnh phúc vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Hà Nội. Nhiều phụ huynh đã có cơ hội chia sẻ những băn khoăn lo lắng xung quanh chuyện thi cử, học hành, đến chuyện chạy trường, chạy điểm cho con em của mình. Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội thảo là chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đại về chủ đề đi học là hạnh phúc. Theo đó, một môi trường học tập lý tưởng là nơi các em học sinh được giáo dục khoa học, phát triển tư duy, song song với giáo dục lối sống, hình thành nhân cách. Bên cạnh đó, tâm hồn các em cũng được bồi dưỡng bởi các môn nghệ thuật, năng khiếu, rèn luyện thể chất và đặc biệt là trau dồi ngoại ngữ, chìa khóa hội nhập toàn cầu. Gần 40 năm qua, giáo sư Hồ Ngọc Đại đã dành trọn tâm huyết cho mô hình trường thực nghiệm, một ngôi trường không áp lực, không luyện thêm, học thêm. Với việc ứng dụng các công nghệ giáo dục mới, trường thực nghiệm của ông luôn hướng tới mục tiêu đi học của trẻ, thực sự là niềm hạnh phúc.